Mục vụ tình và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay xin kính mời quý vị nghe bài đọc Đức Tin, Tình thương trong đôi mắt. Câu chuyện xảy ra cách đây nhiều năm vào một buổi tối trời giá lạnh tại miền Bắc Virginia. Bộ râu của ông lão đã đông cứng lại bởi xương giá trong khi chờ đợi để được đi nhờ qua con sông chảy xiết trước mặt. Sự chờ đợi dường như là vô tận. Cả người ông lão đã tê cứng và lạnh cống vì những cơn gió bắc giá buốt. Chợt ông lão nghe tiếng vó ngựa gõ từ xa vọng lại đều đặn, mỗi lúc một gần trên con đường đã đóng băng. Thoáng chút lo âu, ông đưa mắt nhìn kỹ, những kỵ sĩ rạp người trên lưng ngựa đang rẽ qua khúc quanh. Ông thẫn thờ nhìn những người kỵ sĩ thứ nhất lướt qua trước mắt mình, người kỵ sĩ thứ hai lướt qua, và rồi lại thêm một người nữa. Khi đồng kỵ sĩ lướt qua gần hết, thì ông lão đã gần như là một bức tượng tuyết. Khi người cuối cùng đến gần, ông lão nhìn vào mắt anh ta và nói: "Anh có thể cho tôi đi nhờ qua con sông trước mặt được không? Dường như chẳng có một con đường nào mà một người đi bộ như tôi có thể qua được cả." Kim cương ngựa lại, người kỵ sĩ đáp: "Tất nhiên rồi, ông hãy lên đây." Trông thấy ông lão đã gần như không thể nhấc nổi thân người gần như đã đóng đứng cứng của mình, anh bước xuống ngựa và giúp ông trèo lên yên. Rồi người kỵ sĩ không chỉ đưa ông qua sông mà còn đưa đến tận nhà ông cách đó chỉ vài dặm. Khi cả hai gần đến căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng của ông lão, người kỵ sĩ tò mò hỏi: "Tôi thấy ông đã để ý rất nhiều kỵ sĩ khác đi qua mà không hỏi đi nhờ. Tôi thắc mắc, không hiểu tại sao trong một đêm đông giá lạnh như thế, ông lại chờ đợi đến người cuối cùng mới xin đi nhờ qua sông. Nếu tôi từ chối và để ông lại đó, thì ông biết làm sao?" Ông lão đã từ từ bước xuống ngựa, nhìn thẳng vào mắt chàng kỵ sĩ và trả lời: "Ta sống ở vùng này đã lâu, và ta nghĩ rằng ta cũng đã có thể hiểu được người khác chút nào đó." Ông lão nói tiếp: "Khi ta nhìn vào mắt những chàng kỵ sĩ khác, ta thấy họ không có chút quan tâm nào đến hoàn cảnh của ta cả. Thật vô ích khi đề nghị họ giúp đỡ. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, ta thấy được sự tốt bụng và lòng nhân hậu hiển hiện rõ rõ. Ngay lúc ấy, ta biết rằng chính tâm hồn cao quý của anh mới có thể sẵn sàng giúp đỡ ta trong lúc khó khăn mà thôi." Những lời nói chân tình của ông lão khiến người kỵ sĩ xúc động sâu sắc. "Tôi thật lòng cảm ơn vì những gì ông vừa nói." Anh nói với ông lão: "Tôi mong là mình sẽ không bao giờ vì quá bận rộn với công việc đến nỗi từ chối giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn bằng lòng nhân ái và trắc ẩn của mình." Với những lời nói ấy, Thomas Jefferson quay ngựa đi và bắt đầu con đường đi đến Nhà Trắng của mình. Câu chuyện người Samari nhân lành do chính Chúa Giêsu kể được kỹ thuật trong Phúc âm Luca 10 là một hình thực của lòng thương xót. Chúa Giêsu dạy: "Hãy có lòng thương xót như cha các con là đấng có lòng thương xót." Luca đoạn 6 câu 36. Amen.